Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Quốc tướng gia thần toán của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 22. Ân Tịch Ly lao đi tìm Tô Mẫn, bắt gặp nàng mang vẻ mặt phờ phạc ngồi ở một góc, không rõ là buồn vì thua hay bị thương thế làm cho khó chịu. Ân Tịch Ly cũng lấy làm lạ, đã không có tình ý, cớ sao phải nhọc công mà đến, nghĩ muốn trấn an nàng vài câu. Nam Vương, không sao chứ? Hiện tại Tô Mẫn đang ấp ức ở trong lòng, tỷ võ bại tướng dưới tay của Viên Liệt thì quả thật là tâm phục khẩu phục. Nhưng cứ như thế để vuột mất Ân Tịch Ly, khiến nàng không cam tâm. Thấy Ân Tịch Ly tiến đến, dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han, ngực của Tô Mẫn lại càng thêm rối như tơ vò. Lòng hiếu thắng cùng nỗi bất an chồng chéo, ngổn ngang. Thụ thương nặng lắm. Ân Tịch Ly thấy nàng nhíu mày lặng thinh, bèn cố tìm cách gợi chuyện, khuyên Tô Mẫn kết bái với mình. Nghiêm túc thì trở thành đại ca của nhà đầu kia là tốt nhất. Tô Mẫn đang thất chí, chợt cảm giác Thanh Di ở sau lưng ngầm kéo tay áo của nàng một cái. Tô Mẫn nhanh trí hiểu ra, nhớ ngay tới kế hoạch của các nàng đã chuẩn bị. Nếu bên phía Viên Liệt dùng thủ đoạn để thắng cuộc tỷ thí, lập tức động phòng, chỉ cần Viên Liệt hay Ân Tịch Ly khước từ, nghĩa là hôn sự này coi như là thất bại. Bọn họ đừng tưởng chỉ lừa bịp vớ vẩn mà qua được ải. Nam Vương, kỳ thật ta và Nam Vương coi như cũng hữu duyên. Nếu không thể kết bái phu thê, hay là... Ân Tịch Ly chưa kịp dứt lời, Tô Mẫn đã lập tức khoát tay ngăn lại nói. Tịch Ly chứ nên vì thế mà tiếc nối. Ngươi và Viên Liệt rất môn đăng hộ đối, đáng phải chúc mừng. Hôm nay còn ở tại Nam Quốc, ta cũng nên làm tròn bổn phận của gia chủ. Không bằng thế này đi, ta giúp các ngươi thành toàn hỷ sự. Phải làm cho thật anh anh liệt liệt thì mới thể hiện được hết khí khái của Nam Quốc ta. Nói xong, bất chấp Ân Tịch Ly đang ngốc lăn ra, hạ lệnh cho mọi người hồi cung trước, rồi tùy ý thương nghị chuyện tiến hành hôn lễ. Tô Mẫn ngoảnh mặt đi thẳng, để lại Ân Tịch Ly đứng chích chân tại chỗ. Viên Liệt nghe được, kéo Ân Tịch Ly qua hỏi. Ngươi đã nói chưa? Ân Tịch Ly miếu máu, chưa kịp nói. Sao ngươi không chịu vào thẳng vấn đề? Viên Liệt thật muốn chích quách cho xong. Ngươi coi, bình thường khi trách mắng ta thì cái miệng ngươi nhanh nhẹn lắm mà. Sao lúc này lại ngây ra như thế hả? Ngươi mới là ngốc đó. Ân Tịch Ly bốc hỏa. Rõ ràng Tô Mẫn đã tính sẵn kế này. Ngộ nhỡ thua trận thì sẽ dùng chiêu này để lấy lui làm tiếng. Xem ra chúng ta phải sắp làm trò cười cho thiên hạ rồi. Thật không ngờ, sao nha đầu kia lại tự chui đầu vào ngõ cụt thế chứ? Ngươi bảo nên làm gì bây giờ? Viên Liệt hỏi. Lẽ nào thật sự phải thành thân sao? Thế sao được? Ân Tịch Ly túm lấy Viên Liệt. Đi, mau nghĩ biện pháp khác. Vừa bước qua cửa quân danh, một thám báo đến tìm Viên Lạc tấu tình hình quân sự trọng yếu. Viên Liệt phải rời đi để Ân Tịch Ly tự nghĩ kế trước, đợi quay về rồi sẽ lại tiếp tục. Ân Tịch Ly nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được biện pháp, bèn chạy đến phòng của Tước Vĩ. Tước Vĩ thấy mặt của hắn u ám thì ngỡ ngàng. Tiểu Ân Tử, có chuyện gì vậy? Chẳng phải Viên Liệt vừa thắng sao? Ân Tịch Ly thuật lại chuyện Tô Mẫn muốn lo liệu hỷ sự cho bọn hắn. Tước Vĩ nhướng mày. Thế thì cứ thành thân thôi, có vấn đề gì đâu. Ân Tịch Ly tức đến nỗi chẳng buồn đánh hắn, mà là lao vào cấu cái bụng béo của hắn. Tước Vĩ nhanh chóng mà tránh đi. Được rồi, Tô Mẫn cũng đâu có còn cách nào khác. Dùng chiêu này có hơi mù quáng, tự chặt đứt đường lui của chính mình mà. Nhưng kiểu này là buộc ta phải thành thân cùng Viên Liệt, hoặc là trở mặt với Nam Quốc rồi. Ân Tịch Ly phẫn nộ. Cả một quá trình coi như là mất công vô ích. Vậy thành thân đi. Tước Vĩ vừa phát ngôn, Ân Tịch Ly hung hăng liếc mắt trừng hắn. Nếu ngươi đã chấp nhận được chuyện tỷ võ chia thân, muốn Viên Liệt thắng thì cũng được tội nguyện rồi. Sao còn không chịu thành thân? Tước Vĩ nhíu mày hỏi hắn. Thẹn thùng hả? Thẹn thùng cái quái gì? Ân Tịch Ly ngồi cạnh hắn lầm bầm. Không dám gặp dịp thì chơi đâu. Hiện tại chơi giả làm thật rồi, chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nữa. Tước Vĩ lắc lắc đầu cười. Các ngươi cũng thật là có thú, kết quả tỷ võ chiêu thân này khắp thiên hạ đều đã biết. Còn gặp dịp thì chơi cái gì chứ? Lừa mình dối người sao? Ân Tịch Ly nhăn nhó, Tước Vĩ trông ra cửa hỏi. Tiểu tử Viên Liệt đâu? Không đến cùng với ngươi à? Giữa đường gặp phải tham báo, bảo là vùng biển Tây Nam có quân vụ khẩn cấp. Hoàng thượng cũng hạ chỉ lệnh cho hắn mau đến Bình Định hải khấu. Còn có thể lưu lại trong bao lâu? Không quá 3 ngày.
Tịch Ly thở dài. Hay là khỏi thành thân, cứ chạy luôn đi. Tước Vĩ nhướng mày một phát, nhìn Ân Tịch Ly. Tiểu tử nhà ngươi tính làm trận bỏ chạy hả? Không có khí phách. Nào có. Ân Tịch Ly bất bình hết sức. Lão gia tử ngươi hồ đồ rồi. Trong chuyện này Viên Liệt còn bế tắc hơn cả ta. Làm sao có thể chấp nhận được? Vì sao không thể? Tước Vĩ phe phẩy quạt. Tại Nam Cảnh, Nam Phong thịnh hành. Chính hoàng đế còn đi đầu thì ai còn dám ý kiến này nọ nữa. Đúng là Nam Cảnh thịnh hành Nam Phong thật. Nhưng trước nay trong những triều đại Nam Phong thịnh hành được mấy người Nam Hậu đâu chứ? Ân Tịch Ly cười khẩy một tiếng. Huống hồ Viên Liệt còn chưa đoạt được Giang Sơn. Ta hiện tại bất quá cũng chỉ là một chức vụ khiêm tốn. Nóng vội công khai đứng về phía Viên Liệt. Chẳng khác gì tự chặt đường lui cho bản thân. Về sau muốn hỗ trợ Viên Liệt cũng rất là khó khăn. Tước Vĩ gật đầu. Ngươi sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Viên Liệt sao? Còn có cả bản thân ta nữa. Tịch Ly bất mãn nói. Tóm lại hiện tại chưa phải là lúc, nên tận lực tránh đi hôn sự này. Tiểu tử, ngươi có từng nghĩ đến? Tước Vĩ vỗ vai của Ân Tịch Ly. Đôi khi vòng vo mãi cũng không bằng thẳng thắn một lần. Đối phương chưa hẳn là người xấu. Ta nghĩ Tô Mẫn chỉ bị dồn vào bước đường cùng thôi. Hà tất phải bắt nàng bỏ cuộc ngay. Có gì từ từ mà thương lượng. Ân Tịch Ly im lặng trầm mặc. Có một việc ta không nói chắc ngươi cũng thừa biết. Lão đầu trầm ngâm một lát. Sở dĩ Trần Tĩnh trọng dụng ngươi là bởi vì ngươi không ưa Viên Liệt, không hề nể mặt hắn. Nhưng Viên Liệt dường như lại rất có hảo cảm với ngươi. Thứ nhận thức sai lầm này chính là lợi thế của ngươi. Hai ngươi càng hòa hảo, cơ hội của ngươi càng lớn. Ân Tịch Ly nhìn Tước Vĩ một hồi lâu rồi gật đầu. Ta hiểu rõ, cũng biết phải làm thế nào rồi. Viên Liệt nghe quân thám báo xong, hay tin bọn hải khấu đã bắt đầu quấy nhiễu ngư dân vùng duyên hải Đông Nam, thậm chí còn lên bờ cướp bóc. Cứ đà này thì rất có khả năng dẫn đến đại họa, cần phải thanh trừ ngay. Hơn nữa còn khá cấp bách, tốt nhất là nên khởi hành trong vòng 3 ngày. Thế nhưng việc Tô Mẫn vẫn chưa giải quyết xong, muốn hắn thành thân cùng Ân Tịch Ly, khẳng định 3 ngày là không đủ. Phải làm sao cho ổn thỏa đây? Đang lúc nguy cấp, chợt thấy Ân Tịch Ly đến. Viên Liệt chuẩn bị rút quân. Viên Liệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly đầy khó hiểu. Rút? Chốc nữa ngươi đi tìm Tô Mẫn, giải thích rằng thật ra ngươi định cố ý thua đệ đệ nhà mình, chẳng ngờ lại xuất hiện Lưu Ly kia. Hôn sự này không thể thành được vì ngươi không có cảm tình với ta. Thậm chí ta còn ghét ngươi. Ngươi hiện tại đang có quân báo khẩn cấp cần phải xử lý, không rảnh đi quản chuyện này nữa. Bảo Tô Mẫn hãy đến tìm ta đi. Viên Liệt cao mày, nghe Ân Tịch Ly nói xong thì trầm mặc một lát rồi hỏi. Mục đích là gì? Cầm chân Tô Mẫn. Ân Tịch Ly nói, chúng ta đến Đông Nam bình định hải khấu, đồng thời không thể để Tô Mẫn vạch mặt. Viên Liệt cười cười, kỳ thật ta không ngại cùng ngươi động phòng hoa chút đâu. Biến! Ân Tịch Ly đạp hắn một cước. Đừng có càng gỡ, có làm hay không đây? Viên Liệt ngẫm nghĩ xong cũng không truy vấn nguyên nhân nữa, gật đầu một cái, lập tức thi hành. Ân Tịch Ly thấy hắn đáp ứng thẳng thừng như thế, trong lòng chợt khó chịu kỳ lạ. Viên Liệt đã hiểu tâm ý của mình chưa, hay là nguyên bản vẫn còn mơ hồ? Nghĩ đi nghĩ lại, Ân Tịch Ly cho rằng đều là đại nam nhân, cứ đa sầu đa cảm mãi thật là chẳng ra thể thống gì, bèn gật đầu ly khai. Ân Tịch Ly đi rồi, Viên Liệt vốn định chuyên tâm xử lý công vụ, nhưng có kiểu gì cũng không thể tập trung tinh thần được, đành buông sách xuống. Chậm rãi tản bước vòng quanh quân trướng. Vờ như không yêu hay thật sự không yêu, quả là khiến cho người ta rối rắm. Đại ca! Một khắc sau, Viên Lạc tới. Chưa ngủ sao? Viên Liệt thấy tâm tình của hắn dường như cũng không tệ như tưởng tượng, liền thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe nói vùng Đông Nam có cấp báo, nên đến xem chuyện gì. Viên Liệt đưa quân báo cho hắn. Tự đọc đi. Viên Lạc nhìn thoáng qua không khỏi nhíu mày. Đại ca! Bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta đi thương lượng với Tô Mẫn một phen, hủy bỏ hôn sự rồi chúng ta lên đường tới phía đông, bình định hải khấu. Viên Liệt đáp, ngữ khí dứt khoát. Hủy bỏ hôn sự? Lòng của Viên Lạc khẽ động. Chỉ là nhất thời hay là trì hoãn lâu dài? Hủy luôn, Viên Liệt trả lời. Cơ bản, vốn chẳng là gì cả. Gặp dịp thì chơi thôi, Tịch Ly cũng có ý này. Ừ, dù Viên Lạc chẳng để lộ ra biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất phấn khởi. Không thành thân thì tốt, vẫn còn cơ hội.
Ngươi mau đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta phải khởi hành đến Đông Nam, dẹp yên hại khấu. Viên Liệt nghiêm mặt nói, chính sự quan trọng hơn, những thứ khác để sau rồi hãy hay. Đúng, Viên Lạc xoay người rời đi, bụng thở phào nhẹ nhõm. Quả không sai, tuy Viên Liệt ghét thua, thế nhưng cho đến thời điểm này, vương vị vẫn là tối trọng yếu. Chị e Tịch Ly đã biết việc này rồi. Sáng hôm sau, Viên Liệt đã đến tìm Tô Mẫn, nói với nàng chuyện muốn hủy hôn sự để tới vùng duyên hải Đông Nam bình định hải khấu, quân vụ khẩn cấp. Tô Mẫn nghe qua đúng với ý nguyện, hiển nhiên là hết mực vui vẻ, nhưng cũng lấy làm tiếc. Thế là Ân Tịch Ly phải đi rồi sao? Viên Liệt nói xong định cáo từ rời đi, Tô Mẫn liền hỏi, Tịch Ly không có ý kiến gì về việc này sao? Viên Liệt lắc đầu, kỳ thật đây cũng là ý của Tịch Ly, chẳng giấu về Nam Vương, lần này quả thật ta đã có chút tư tâm, muốn hỗ trợ Viên Lạc một phen, không ngờ giữa chừng lại xuất hiện Lưu Ly kia, đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói đến đây, Viên Liệt hít sâu một hơi, kế tiếp phải nói ra những lời trái với lương tâm, để nói được những cái điều trái lòng mình, chẳng ngờ lại khó khăn đến như thế. Giữa ta và Tịch Ly cũng không hề tồn tại thứ tình cảm đó, cho nên buộc lòng phải chấm dứt chuyện hoang đường này ở đây. Ta hy vọng chuyện đừng truyền ra ngoài, tránh phát sinh quá nhiều phiền phức. Tô Mẫn nghe Viên Liệt nói xong, ngược lại còn cho rằng đúng là trời cao biển rộng. Chỉ cần Viên Liệt không có ý với Ân Tịch Ly thì là tốt rồi. Bản thân nàng vẫn còn có cơ hội. Lại nghĩ, hiện thời Nam Quốc cũng đang cần được hảo hảo chấn chỉnh, công vụ chồng chất như núi chưa được xử lý, nên lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác hãy để sau hãy bàn. Vậy Tịch Ly có ở quân danh hay không? Tô Mẫn muốn đến để cáo biệt Ân Tịch Ly, bèn hỏi ý hắn. Viên Liệt gật đầu. Tịch Ly nói, nếu ngươi có việc thì cứ tới tìm hắn. Được. Tô Mẫn vui vẻ ra mặt, vốn dĩ Ân Tịch Ly luôn một mực né tránh, thế mà bây giờ lại muốn mình đi tìm hắn, phải chăng đã chịu mở lòng rồi? Tô Mẫn thấp thỏm trong lòng, vừa ly khai Viên Liệt liền tiến thẳng đến đại danh để tìm Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly đang thu xếp đồ đạc, hết đợt này rồi sẽ về phía đông. Mấy ngày nay, hắn đã mua rất nhiều sách tại Nam Quốc, đặc biệt là những ghi chép về phong thổ địa lý vùng Nam Quốc, định mang theo đọc ở trên đường đi. Lúc Tô Mẫn đến, hắn đang gắng sức nhét bộ y phục cuối cùng vào cái gương đã vung đầy, nhưng dùng mọi cách vẫn không đóng lại được. Ân Tịch Ly nổi trận lôi đình, lẽ nào ta đây mà đấu không làm một bộ y phục nhà ngươi? Tô Mẫn thấy bộ dáng sống chết nhét y phục vào rương của hắn, trông hết sức khả ái. Nhìn không được liền bật cười. Ân Tịch Ly xây mặt ra cửa. Nam Vương, sao ngươi lại nhắc y phục như thế? Tô Mẫn tiến đến giúp hắn lấy hết y phục ra, gấp lại chỉnh tề, xếp vào trong gương. Nhìn lại, không nhận có thể vừa chứa hết mà còn dư ra được một khoảng trống, đủ để chứa thêm vài quyển sách nữa. Ân Tịch Ly nhướng mày một cái. Quả nhiên là có khiếu hiền thê lương mẫu, làm hoàng đế thật là đáng tiếc. Nghe đâu các ngươi phải đi? Tô Mẫn nói với khẩu khí miễn cưỡng. Đúng vậy, Ân Tịch Ly cũng lấy làm tiếc. Nam Quốc rất thú vị, tiếc là vẫn chưa được thưởng ngoạn một vòng. Ta đưa ngươi đi du ngoạn nha, Tô Mẫn cười hỏi. Chỉ cần một ngày là đủ rồi, có vài chỗ hay ho, ngươi chưa tới bao giờ đâu, không đi rất là đáng tiếc. Ân Tịch Ly nơm nớp lo sợ nhìn Tô Mẫn, thầm nghĩ. Ngươi không gạt ta ra ngoài sau đó bá vương ngạnh thượng cung. Không phải. Ngạnh cung thượng bá vương chứ. Tô Mẫn gặp thái độ của hắn, bèn nổi giận dò hắn. Ta có phải mẫu lão hổ đâu mà đi ăn thịt ngươi, nhận hảo tâm không biết báo đáp. Ân Tịch Ly gãi gãi đầu. Chẳng phải đây chính là điệu bộ của mẫu lão hổ hay sao? Liền gật đầu. Vậy thì đi thôi, chúng ta dạo một vòng. Thế là Tô Mẫn vui vẻ hăng hái kéo Ân Tịch Ly xuất môn. Hai người mặc trang phục thường dân, nói cười cười, đi thăm khu chợ sầm uất nhất, mua rất nhiều thổ sản, còn đổi cho Ân Tịch Ly cả một bộ y phục màu lam, hoa văn nhuộm đầy sáp, đúng kiểu y phục dân tộc. Mặc vào, trông rất là bắt mắt. Tính cách của Ân Tịch Ly khôi hài, lại bác cỡ thông kim, cùng hắn đồng hành, Tô Mẫn trò chuyện rất là ăn ý, nhận thấy người này quả nhiên thân thiện dễ mến. Tham quan đây đó chưa đủ, Tô Mẫn còn gọi người chăn voi, có tiếng dắt đến hai đầu tượng. Cả hai cởi voi băng qua rừng rậm. Ân Tịch Ly cầm thêm một quả dừa, tấm tắc khen thú vị. Ra tới bãi cát trắng cạnh biển, Tô Mẫn đi bắt cá về nướng.
Ân Tịch Ly ngồi sõm trên bờ cát, để chân trần, lấy một cành cây khều khều hai con rùa nhỏ vừa nở. Tô Mẫn bước đến bên cạnh khẽ hỏi, nơi này tốt chứ, có thể an nhàn mà sống, cớ sao phải quay về với lối sống tranh đoạt đầy tinh phong huyết vũ? Ngươi có thể lưu lại đây, ta sẽ tập hợp hết những cuốn sách hay nhất trong thiên hạ cho ngươi đọc. Ngày ngày ngươi đọc sách, lúc mệt mỏi thì đến ngắm biển, có gì bất hảo đâu. Ân Tịch Ly chống cằm tưởng tượng một chút, không khỏi tán thưởng. Ừ, quả thật chẳng khác gì là đời sống của nhân gian tiên cảnh. Đúng vậy, Tô Mẫn vừa nướng cá vừa nói với hắn. Tịch Ly, ta thật tâm thích ngươi, ngươi hãy cân nhắc một chút đi. Ân Tịch Ly say mặt nhìn Tô Mẫn hồi lâu, nói, ngươi đưa tay cho ta một chút. Tô Mẫn khó hiểu, đưa tay trái cho hắn. Ân Tịch Ly xua xua tay nói, nam tả nữ hữu, cần phải xem tay phải. Tô Mẫn liền duỗi tay phải cho hắn coi. Ân Tịch Ly cầm tay của nàng lên xem tướng, nhìn xong vài lần thì cao mày, hoang phí nửa đời người trong tịch mịch, si dại vì ai mà chung tình. Ân Tịch Ly khẽ lắc đầu, buông tay Tô Mẫn so so đầu của nàng. Tô Mẫn! Sao? Tô Mẫn bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Ân Tịch Ly gọi tên của nàng, chứ không phải khách khí gọi nàng bằng Nam Vương. Kỳ thật, ta cũng rất thích ngươi. Tô Mẫn tròn mắt nhìn, không phải thích kiểu đó. Ân Tịch Ly áy náy cười, tính cách của ngươi như thế, ta có khuyên kiểu gì cũng vô dụng. Bất quá, dù không thể làm tình nhân, ta cũng không muốn chúng ta trở thành địch nhân của nhau. Tô Mẫn chăm chú nhìn Ân Tịch Ly một hồi lâu, đưa tay gạt đi. Nếu vậy thì chúng ta cứ giao ước, dù không làm tình nhân, cũng vĩnh viễn không trở thành địch nhân. Ân Tịch Ly nhếch miệng cười, vỗ tay tán thưởng nàng. Được, giao ước thành. Đêm xuống, Ân Tịch Ly mới quay về, một mình tiến vào quân danh. Quân danh ban đêm không hề có đèn sực rỡ, cũng không có sa thủy mã long ồn ào náo nhiệt. Hai bên danh trướng được thắp đèn, lính gác lặng lặng đứng nghiêm bất động như tượng gỗ. Binh sĩ đi tuần tra chỉnh tề nhịp bước. Ánh trăng nhàn nhạt bị mây mù che khuất, mông lung lan tỏa. Đó đây quanh danh trướng vang vọng thanh âm đối thoại khe khẽ, xen lẫn tiếng trò chuyện giải sầu của các tướng sĩ, còn có cả tiếng sáo nhỏ tấu dạo khúc. Ân Tịch Ly hiện tại đầu óc trống rỗng, bước thông dong vô định về phía trước, dựa vào quán tính mà lần theo đường trở về quân trướng. Tất cả cảm xúc đang dâng trào đều mông lung vô thực. Tịch Ly! Ân Tịch Ly đang đi phía trước, mơ hồ nghe có ai đó gọi mình, nhưng không thể nào phản ứng lại được. Tịch Ly! Âm thanh rõ ràng hơn từ sau vọng đến. Ân Tịch Ly vẫn miễn cưỡng không muốn phản ứng, vả lại đây cũng chẳng phải âm thanh mà hắn muốn nghe. Tịch Ly, ngươi mà còn đi tiếp nữa sẽ tông vào quân trướng đó. Ân Tịch Ly vừa định thần lại, ngẩng đầu quan sát, trước mặt chính là đường vào đại danh. Làm gì có quân trướng nào cản lối. Sao trở về muộn vậy, chúng ta sắp khởi hành rồi, ngươi vẫn chưa thu dọn đồ đạc xong khiến đại ca đi tìm khắp nơi. Chạy đến nói chuyện với hắn chính là Viên Lạc. Ân Tịch Ly dương mắt nhìn, gật đầu. Thì ta quay về rồi đây. Ngươi đã đi đâu vậy? Đi dạo với Tô Mẫn từ giờ ngọ. Nàng không làm gì ngươi chứ? Viên Lạc hỏi. Ân Tịch Ly nhìn hắn một cái, cuối cùng trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu. Không có. Ừ. Ngươi đi chuẩn bị đi. Ân Tịch Ly xoay người tiếp tục về phía trước. Ta trở lại đại trướng. Viên Lạc gật đầu. Ngươi mau mau, tối nay hảo hảo nghỉ ngơi. Đại ca nói quân tình cấp bách, sáng mai phải lên đường ngay. Ừ. Ân Tịch Ly đáp ứng một tiếng, quay đầu thản nhiên bước đi. Viên Lạc ở phía sau nhìn theo Ân Tịch Ly, bộ dáng thoáng chút cô độc, nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng hề mang theo bất cứ điều gì bất mãn. So với lúc trước, kỳ thật có vẻ thoải mái một cách lạ lùng. Tuy bụng chứa đầy nghi hoặc, thế nhưng Viên Lạc biết rõ Tịch Ly sẽ không dốc bầu tâm sự với hắn, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Ánh trăng và ngọn đèn vẫn mờ ảo. Ân Tịch Ly độc hành bước đi, phía sau Viên Lạc ngoái đầu nhìn hắn vài lần, mãi đến khi Ân Tịch Ly rẽ qua quân trướng, biến mất giữa màn đêm. Về tới bên trong đại trướng, Ân Tịch Ly vừa qua cửa, liền thấy Viên Liệt đang cầm chén trà, đứng cúi đầu, nhìn bản đồ địa hình trên bàn. Ân Tịch Ly tiến tới. Đã về rồi sao? Viên Liệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ừ. Tịch Ly, trên bàn có công văn khẩn, người qua xem đi. Viên Liệt nhấp một ngụm nước, khẽ cao mày nói.
Đám Hải Khấu Đông Hải dường như đã nắm được tin tức, biết chúng ta sắp đến nên tăng tốc hành động. Bọn chúng vừa chiếm cứ mấy hòn đảo có địa hình thuận lợi, vờ như để khống chế hàng vận, hòng đánh đòn phủ đầu trước. Quả là nan giải, Ân Tịch Ly nhíu mày. Thánh chỉ mới từ trong hoàng cung truyền đến mà bên này đã có hành động rồi, rõ ràng trong cung có nội quỷ hỗ trợ. Chưa phải nội quỷ đâu, chỉ là lũ sâu bọ thôi. Viên Liệt ngẫm nghĩ, mấy năm gần đây chúng đục khoét vào gốc rễ, làm lung lay sức mạnh vốn đã không còn tồn tại của Nam Cảnh. Hễ quốc thái dân an là lại phát sinh vô số hại quân chi mã. Phần lớn là bọn bất học vô thực, chỉ muốn trục lợi bỏ túi riêng. Nhưng kẻ đại gian đại ác thì nhiều vô số kể. Còn người đại thiện đại tài thì lại chẳng gặp được bao nhiêu. Thiên lý chi đê, hội vu nghị huyệt. Giờ mà không quản, chỉ sợ sau này bọn chúng còn tồn tại, sẽ gây nguy hại đến bách tính ngày đó. Ân Tịch Ly cao mày. Hiện tại chưa phải là lúc để bắt chúng. Ân Tịch Ly cười khinh rẻ. Ta biết, đối với bè lũ đó, ai lên làm hoàng đế cũng như nhau, quan trọng nhất là bọn chúng có thể kiếm được lợi lộc gì hay không thôi. Nếu lúc này ngươi ra tay chấn chỉnh đám sâu bọ trong nội bộ, bọn gian tặc nịnh thần ắt sẽ phản đối ngươi lộng quyền. Nói cách khác, hiện tại ngươi cứ vờ như là vô hại là thất thời nhất. Đem những việc đắc tội với kẻ khác giao hết cho hoàng thất lo. Ừ, Viên Liệt gật đầu. Đạo lý đơn giản như thế, làm sao qua mắt được ân đại tài tử nhà ngươi? Ân Tịch Ly thở dài. Bất quá trên đời này, ta hận nhất chính là đám quan lại bất học vô thuật, chiếm địa vị nhưng lại hồ đồ bất tài vô dụng. Trước hết cứ cho người điều tra, ghi nhớ danh tánh. Ngày tháng còn dài, thời cơ đến, nhất định phải hảo hảo trừng trị bọn chúng. Viên Liệt nghe xong, vô thức nhìn Ân Tịch Ly. Hiếm khi thấy người hưng trí được như vậy, thường ngày lúc nào cũng nhạt như nước lã. Cứ nghĩ mưu lập kế, quyết thắng thiên lý, dời non lấp biển, chẳng phải tốt hơn sao? Ân Tịch Ly vớ tay đoạt lấy chén trà của hắn. Đừng ra vẻ, rồi xoay người ngồi xuống uống trà. Thế nào? Viên Liệt bám theo hắn. Đi dạo với Tô Mẫn chắc là vui lắm. Trên mặt ta có viết hai chữ hài lòng sao? Ân Tịch Ly ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười ranh mãnh. Viên Liệt quan sát gương mặt của hắn một chút, tránh né nhìn vào ánh mắt của hắn. Ít nhất cũng không có viết ba chữ không hài lòng. Ân Tịch Ly trầm mặt một hồi, mỉm cười. Ừ, ngươi thông minh lắm. Viên Liệt hạ giọng hỏi, lẽ nào trên mặt ta có viết ba chữ không thông minh sao? Ân Tịch Ly tỏ vẻ khinh thường. Bớt nói nhảm đi. Kỳ thật, ta thấy Tô Mẫn cũng không tệ, chân thành bộc trực, thẳng thắn không giấu giếm. Nói một là một, nói hai là hai, rất đơn giản. Nhà đầu này xem ra rất có bản lĩnh. Mới buổi sáng, ngươi còn bảo người ta thích vô cớ gây sự, đến chiều đã chuyển thành người tốt rồi ư? Ta chỉ nghĩ thế này. Giữa người với người, có đôi khi cứ thẳng thắn là tốt nhất. Tịch Ly uống cạn trà, buông chén trà chạy đi rửa mặt, rồi trở về giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Viên Liệt vẫn ngồi bên sức án, xem xét địa đồ. Này, Ân Tịch Ly gọi hắn một tiếng. Viên Liệt bỏ địa đồ trên tay xuống. Thế nào? Ân Tịch Ly nhìn vẻ mặt của hắn lúc đang chuyên chú đột nhiên ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày thẳng tắp giao lại. Nhãn thần thoáng hiện ra một tia nghi hoặc. Đôi mắt vừa có thần khí, vừa phảng phất một chút mông lung. Viên Liệt vốn nghiêm nghị là rất tuấn tú, mà đặc biệt là trên quan điểm của Ân Tịch Ly, so với Viên Lạc tính tình trẻ con, từ hành động cử chỉ cho đến thần thái của Viên Liệt đều thành thục hơn rất nhiều. Trong khi thực chất cách biệt tuổi tác giữa hai người không có đáng kể, chỉ có 2 tuổi mà thôi. Có việc gì? Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly ngạch mặt ra, tự hồ như đang nghĩ ngợi cái gì đó, lập tức đề phòng. Ân Tịch Ly rất thích bày trò quái gở, chắc lại đang có ý đồ nguy hiểm chi đây. Nói vậy, những kẻ thông minh bẩm sinh, được mọi người sủng ái, đều không phải là vô cùng kiêu ngạo, quá quắt ư. Trái lại, kẻ không được yêu thích, lẽ ra phải khôn khéo, biết điều hơn mới đúng. Cớ sao nhà các ngươi lại tương phản như thế? Viên Liệt thản nhiên tiếp tục cầm công văn lên đọc. Dựa vào đâu mà ngươi biết Viên Lạc không khôn khéo? Lẽ nào vì ngươi quá lanh lợi nên càng làm nổi bật lên sự thiếu khôn ngoan của hắn? Viên Liệt nghe Ân Tịch Ly nói xong, khẽ cười cười, rồi thản nhiên đáp một câu. Vậy còn phải xem là đối với ai đã, ta cũng có thể trở nên thiếu khôn ngoan nếu ta muốn. Ân Tịch Ly sửng sốt, chống cằm lên hai tay, chăm chú nhìn Viên Liệt.
Một hồi lâu chợt mỉm cười. Ừ, nguyên lai trước giờ việc gì ngươi cũng biết, toàn bộ chỉ là giả vờ giả vĩnh thôi. Viên Liệt cúi đầu chuyên tâm đọc sách, mặt không biểu tình. Ngươi nói gì? Nghe không hiểu. Ân Tịch Ly xoay người trầm chăn, thầm nghĩ. Cả hai huynh đệ đều tinh ranh như nhau, chẳng có điểm nào tốt cả. Có lẽ vì ban ngày mệt mỏi, khi gió đêm bắt đầu thổi, Ân Tịch Ly liền ngủ say. Viên Liệt bước qua nhẹ nhàng giúp hắn đắp chăn, rồi ngồi bên giường ngắm dung mạo lúc ngủ của hắn một hồi lâu. Trong lòng nghĩ những gì, Viên Liệt đã thôi không còn tri cứu nữa. Quản mà chi, nghĩ nhiều như thế để làm gì? Mấy việc này cứ để đến đâu tính đến đó vậy, đơn giản thôi. Vừa định đứng dậy, lại nghe ở bên ngoài có tiếng gió phục qua. Viên Liệt khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ đôi chút rồi đứng lên đi ra. Viên Liệt tiến thẳng đến khu vực kho lương thảo phía sau núi. Dương mắt nhìn lên, phát hiện có kẻ ngồi trên đống cỏ khô đang ôm vò rượu uống. Vừa trông thấy cái bóng lưng, Viên Liệt liền lắc đầu cười, nhảy lên đống cỏ. Sao lại nhàn rỗi như thế? Ngồi uống rượu trên đống cỏ khô chính là Mang Vương đã lâu không gặp. Mang Vương ném vò rượu qua cho hắn. Nghe nói người phải đi rồi, bao giờ mới trở lại? Viên Liệt tiếp lấy vò rượu, ngồi xuống cạnh hắn, mở nắp đầy ra uống một ngụm rồi nói. Ta muốn đến phía đông chinh phạt. Nói đến chuyện quay lại, có lẽ phải rất lâu. Tốt lắm, ngươi đi đánh mặt đông, ta nơi này đánh mặt nam. Đợi đến khi chúng ta cân bằng thực lực, sẽ tranh đoạt giang sơn. Viên Liệt nhìn hắn có chút kinh ngạc, cười nói. Trên tay ngươi chỉ có 800.000 nhân mã, sao cuồng vọng thế, còn muốn đoạt cả giang sơn. Vậy thì đã làm sao, lão tử của ngươi để lại cho ngươi bao nhiêu nhân mã, tự thân ngươi chiếm được mấy phần, chúng ta đều như nhau cả thôi. Có khí phách. Viên Liệt cười lớn, xét thấy bản tính của Mang Vương này quả thật khẳng khái. Đêm nay chúng ta phải uống một trận cho thống khoái, đã ước định rồi, đợi nhân mã bên ngươi đủ mạnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tranh đoạt Trung Nguyên, thưởng đoạt vạn lý giang sơn này. Đừng để đến lúc đó một đòn cũng không có chịu nổi. Kẻ phải thua, hẳn là ngươi. Viên Liệt cười, hai người vò rượu cũng vò rượu, ngửa đầu uống vô cùng sảng khoái. Bên này, Ân Tịch Ly vốn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó ương ướt liếm qua mặt mình, lập tức trợn tròn mắt mà nhìn. Phát hiện, Diệt Diệt không biết từ bao giờ đã bò đến cạnh liếm hắn. Diệt Diệt, sao ngươi lại trèo lên tới trên giường chứ? Đang nằm xua cậu xuống để tiếp tục ngủ, Ân Tịch Ly chợt nhận ra là có người lay vai của mình. Kêu một tiếng, Ân Quynh. Ân Tịch Ly quay đầu lại, khách khí như vậy để làm gì? Vừa đến đã gọi người ta là anh hùng rồi. Ngồi phía sau chính là Tương Vân lâu ngày không gặp. Ta nghe nói ngươi phải đi, nên cùng Mang Vương đến tiện các ngươi lên đường. Ta có mang theo hảo tủ đây. Thật không? Ân Tịch Ly lập tức say người ngồi dậy, tỉnh ngủ ngay. Trông thấy Tương Vân ngồi kế bên, tay cầm hai bầu rượu, còn có cả một con gà nướng. Uống rượu nhắm gà nướng, Tịch Ly hỏi. Viên Liệt đâu? Ra ngoài uống rượu với Mang rồi. Tương Vân đưa đùi gà qua cho hắn. Ân Tịch Ly cầm lấy cắn một miếng, phát hiện trong lúc uống rượu, Tương Vân đưa mắt nghĩ ngợi, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Tên này đúng là trên mặt có hai chữ thành thật. Có thể đuổi được Mang luôn bám dính lấy ngươi đến để gặp ta một mình, việc này hẳn là có độ khó rất cao. Cơ hội hiếm thấy, có việc gì cần nói với ta mà không muốn hắn nghe được vậy? Tương Vân bật cười, thần toán đúng là thần toán, quả nhiên không có gì có thể gạt được ngươi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Nói nghe thử xem, ta và Mang muốn khuếch tương thế lực, nhưng mà nam diện này hầu hết đều thuộc phạm vi quyền lực của Nam Quốc. Ta biết quan hệ giữa các ngươi với Tô Mẫn không tồi, hơn nữa Mang cũng đã nói Nam Quốc chỉ toàn nữ nhân, lẽ nào một đám đại lão gia lại đi giành địa bàn của mấy cô nương hay sao? Cho nên muốn đánh sang địa phương khác. Tương Vân nhấp một ngụm rượu, thế nhưng thực lực của các chư hầu Tây Nam đều có hạn, địa bàn nhỏ bé. Cho dù đánh thẳng xuống cũng chẳng thu được bao nhiêu thế lực. Ngươi có đề xuất gì hay không? Ân Tịch Ly mỉm cười, ngồi xếp bằng trừng hắn. Ngươi có nhầm hay không vậy? Các ngươi là cường địch tương lai của bọn ta. Làm sao có thể giúp các ngươi tìm cách được? Vậy chẳng phải là tự hủy hay sao? Ngộ nhỡ về sau các ngươi đủ lông đủ cánh rồi quay lại phản kích, bọn ta biết tính thế nào đây? Điều đó là khẳng định, Mang tất sẽ tranh đoạt giang sơn cùng với Viên Liệt. Tương Vân nói, tuy nhiên, Mang bảo rằng với tính cách của Viên Liệt, hắn hẳn rằng rất cao hứng nếu tìm được một đối thủ cân sức, sau đó sẽ đấu một trận thật thống khoái.
nắng quả hồng mềm, thật chẳng có gì thú vị. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng nói nữa, ta phát hiện ra Man Vương kia của ngươi có vài điểm tương đồng với Viên Liệt. Ngươi bảo hắn ngốc, nhưng đôi khi hắn lại tinh ranh đến lợi hại. Ngươi nói hắn không ngốc, thế nhưng nhiều lúc so với tảng đá còn muốn ngu hơn. Ngươi cũng nhận ra rồi, Tương Vân gật đầu. Chính xác là như vậy. Cho ngươi cái này. Ân Tịch Ly vươn tay vớ bao hành lý đặt ở đầu giường, lấy ra một phong thư, đưa qua. Thứ này, vốn dĩ, ta định ngày mai trước khi ly khai sẽ phái người chuyển đến cho ngươi. Nay ngươi đã đích thân tới, ta giao cho ngươi luôn. Tương Vân gỡ bao, mở ra nhìn, ngạc nhiên. Ngươi đề nghị bọn ta tiến đánh Tây Diện cho đến tận địa bàn Miễn Quốc. Đúng vậy. Ân Tịch Ly gật đầu. Tây tiến là lựa chọn tốt nhất trong lúc tránh xung đột trực tiếp với Viên Liệt. Vẫn là nên Tây tiến, càng xa càng tốt, thẳng đến khi chiếm được địa bàn tương đương với Nam Cảnh, có được lực lượng nhân mã ngang nhau. Nhưng thời điểm các ngươi đã đủ lông đủ cánh, Viên Liệt cũng chẳng còn như xưa. Lúc bấy giờ hãy quay lại phân thắng bại. Quả nhiên có tầm nhìn rộng lớn, Tương Vân cất thư vào. Ngươi nói xem, còn bao lâu nữa thì Viên Liệt đoạt được toàn mảnh Giang Sơn? Ân Tịch Ly vươn một ngón tay. 1 năm. Nhanh vậy sao? Tương Vân gật đầu có chút tán thưởng. Ta đây cùng mang, phải hảo hảo tăng tốc mới được. Ừ, đến lúc đó đừng để không kham nổi một đòn. Sao có thể như thế chứ? Tương Vân cạn chén cùng Ân Tịch Ly, cũng nhắm rượu một cách sảng khoái. Trong lúc hai vò rượu cùng nhau, vừa vặn thay, vò rượu của cả hai khua vào nhau vỡ toan, rơi xuống đất. Lọc cọc xoay đôi vòng rồi dừng lại, nằm ngổn ngang trên nền đất. Ân Tịch Ly thấy tiếng động, vừa cúi đầu nhìn liền sửng sốt. Mảnh vỡ của vò rượu vừa rơi xuống, hợp thành hai vần trăng khuyết, khớp với một quẻ bói. Ân Tịch Ly nhíu mày nhìn kỹ hồi lâu, lòng thầm hoảng sợ. Thật là trùng hợp. Đúng lúc trong lòng hắn đang nghĩ đến Tương Vân và Man Vương, trên mặt đất lại biểu thị rõ ràng một quẻ tướng số, thị nguyệt kính hoa, hậu duyên vô phận, khổ đản nhất sinh, lai thế tái tụ. Loạn soạn một tiếng, Tương Vân nhận ra Ân Tịch Ly cả người thất thần, khiến cho bình rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngươi làm sao vậy? Tương Vân vội vàng thu nhặt giúp hắn, miệng lẩm bẩm. Thư sinh vẫn là thư sinh, đến bình rượu cũng cầm không có chắc. Ân Tịch Ly nhìn Tương Vân nhặt mảnh bình rượu, trên khóe môi còn mang nét cười, chợt cảm thấy khổ tâm chua xót mà vô cớ hận chính bản thân mình. Ân Tịch Ly, ngươi đúng là tai tinh, vì sao kẻ nào bị ngươi xem phải số mệnh, còn mẹ nó, đều không ai có lấy được một kết cục tốt. Từ biệt mọi người xong, Ân Tịch Ly và Viên Liệt dẫn đại quân khởi hành rời đi, tiến tới vùng Duyên Hải. Hơn 10 vạn đại quân cùng nhau lên đường, hành quân thần tốc, dọc theo lộ trình tuyệt nhiên không có bất cứ gì cản trở. Mặc dù phải vượt núi non trùng điệp, cũng không hề bị thổ phỉ ngán đường. Rất nhanh, đại quân đã đến được phủ Việt Châu. Tiêu tướng quân, Tiêu lão Long Dương, đích thân dẫn tướng sĩ ra nghênh đón. Tiêu gia và Viên gia kết thăm giao, quan hệ rất tốt, nên cũng chẳng xem nhau như ngoại nhân. Mọi người không khách khí, vừa vào vương phủ giới thiệu sơ lược một chút, lập tức bàn luận ngay về tình hình chiến sự.